Sau chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đội tuyển nữ Malaysia ở trận ra quân của bảng A vòng bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập vào sáng ngày 4 tháng 5 năm 2023. Lần đầu tiên được thi đấu SEA Games, trong trận ra quân gặp Malaysia, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã cùng Diễm My, Hoàng Thị Loan tạo thành bộ ba trung vệ án ngữ trước khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng, góp công rất lớn vào chiến thắng của đội tuyển. Thúy Nga cũng bày tỏ sự tự tin trong trận đấu này. Tâm thế của em thì xác định là ổn đấy. Em cũng không thấy quá ngợp hay là kiểu có một cái gì đấy nó mà cảm thấy tự tin hay là tâm lý ấy. Trước đó, vì chưa hồi phục hoàn toàn nên trung vệ Trương Thị Kiều được huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho không thi đấu tại SEA Games để dưỡng sức cho đấu trường World Cup nữ vào tháng 7. Và Trần Thị Thúy Nga là cái tên được lựa chọn để thay thế. Trước áp lực khi gánh vác vị trí của trung vệ thép số 1 của đội tuyển, Thúy Nga cũng bày tỏ mình và đồng đội đã và đang rất nỗ lực để lấp đầy khoảng trống này. Trước lượt trận thứ hai gặp đội tuyển nữ Myanmar vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5, trung vệ Trần Thị Thúy Nga cũng tỏ ra tự tin cho biết toàn đội sẽ nhập cuộc với tâm thế tự tin để giành chiến thắng. Mười lăm lần mười sáu năm.